Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình thay đổi một chút xíu là mình không lên núi mình đặt bẫy nữa. Mình có mua cái đây này mọi người. Đây mình thấy trên Facebook là nó ghi là cái lồng bẫy cá thông minh nhá. Nó có hai cái hông đi vào này. Để một bên này và một bên này này. Nói chung là cái này thì nó rất là gọn nha mọi người. Đây này. Nó có thể cấp lại được như vậy này. Đấy. Cầm rất là nhẹ luôn này. Mình mua cái này là một cái là 45.000 ạ. Mình mua là 10 cái nha mọi người. Bây giờ mình đã chuẩn bị mồi xong rồi này. Đây này. Đây là cái cam cá mình cột lại trong cái lưới này. Mình cột ngay chính giữa hòm luôn để mà cá nghe mùi nó sẽ chui vào hòm. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình thử nghiệm cái lồng bẫy cá nó kiểu nó kia là cái thông minh như này. Lần đầu tiên mình bẫy thử nha. Hôm nay là mình sẽ đặt ở trong cái hồ đây này mọi người. Đây là cái hồ lúc trước là người ta khai thác đá này. Người ta khai thác xong rồi người ta không khai thác nữa, nước mưa rồi, xong rồi nước suối từ bên kia nó chảy vào thành đầy cái hồ luôn. Cá ở ngoài nó vào tự nhiên cũng nhiều, rất là nhiều nha mọi người. Giờ mình sẽ thử mang xuống như này mình đặt nha, xem kết quả như thế nào nha. Rồi giờ mình bắt đầu cũng đặt nha mọi người. Đây mọi người, mình sẽ đặt ở dưới này nha. Nói chung là đặt cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ có việc đi xuống rồi thả nó xuống thôi. Đây. Rồi, mình sẽ thả một cái trước ở đây nha. Rồi, mình đã thả xong rồi nha. Nói chung chỗ này mình sẽ thả thử ba cái luôn. Đây mọi người, mình đã mang thêm hai cái nữa. Giờ chỉ việc bung nó ra thôi. Bung nó ra rồi thả xuống thôi. Này rất là tiện nha mọi người. Đấy, tiếp tục thả. Cá nhỏ nó đến đầy rồi nha. Rồi. Hai cái. Thả ba cái luôn. Ba cái một chỗ luôn. Tại vì mình mang theo 10 cái mà sợ chỗ nó không có nha mọi người nên mình đặt dày luôn. Mình cứ đặt thử xem nó như thế nào. Nếu mà dính thì bữa sau mình sẽ đặt tiếp. Các bạn nhớ theo dõi cái ngày mình đi thăm nha, xem có được không nha. Rồi. Mình đã thả ba cái sau này nha mọi người. Rồi, giờ mình tiếp tục thả mấy cái kia nha mọi người. Chỗ này đường chuột đi rất là đẹp mọi người này. Mọi người có thể nhìn thấy được không? Đây này, cái này mà mình mang cái bẫy chuột khô mồi mình cắm vô đây là dính ra cái chắc luôn. Bữa sau mình sẽ mang cắn em đi đi bẫy cái đường này rất là ngon. Rồi giờ mình sẽ sang bên kia nha, bên kia đặt tiếp nha. Ở đây là mình còn 5 cái nữa, còn đây mọi người, chỗ này là còn 5-6 cái này. Này mình đi vòng qua mấy cái hồ kia thì nó sâu quá, kiểu như là nó không có bờ nghiêng cái này đâu, nó thẳng xuống này luôn này, nó sâu quá mình không đặt được. Giờ mình sẽ đặt ở cái mương này nha mọi người. Mình sẽ đặt hết, mình đặt một hàng vậy luôn, đủ sau 5-6 cái của mình luôn, đặt hết luôn. Đây này mọi người. Rồi giờ mình bắt đầu đặt nha. Đây nha mọi người, mình đã đặt xong hết rồi này. Mình đặt luôn một cái đường thẳng luôn nha. Mình đặt dây luôn cho nó mấy con cá nó đi qua đi lại là nó sẽ dính nha mọi người, nó nghe mùi là nó sẽ vào nữa. Đây này. Rồi mọi người nhé, sau một ngày mình đặt này, giờ là mình đi dỡ thử nhá. Giờ mình đi tới cái đoạn này trước này, mình sẽ dỡ đoạn này xem là có dính được con gì không nha mọi người. Nghe họ nói là cái loại này rất là dính cá. Bây giờ là cái này thì không có gì luôn. Sao nó chán vậy?
đây cũng không luôn mọi người ơi. Rồi mình nhìn thế này mình lại thấy là không dính hết này. Đủ, cái này thì được. Đây mọi người, cua này, cá này. Cái này thì được được ít này. Rồi, mình cứ để đây, ít quá, không lấy đâu. Thử bên này nữa. Ồ, cũng dính cá sặc không mọi người này. Này. Ít quá, mình để yên đây. Khi nào nó dính nhiều thì mình mới cỡ. Toàn cua vài con thôi à. Rồi giờ bên này thì không dính mọi người, dính ít quá. Giờ mình sẽ qua phía bên kia nha, cho phía bên kia xem thử là nó dính được cái gì không nha. Bên đó mình đặt 6 cái mà nó không dính được gì mọi người ơi. Toàn là cua với cá sặc, mấy cá nhỏ thôi, chứ cá lớn không dính. Thế này thì chắc là mình bị lừa rồi. Họ bảo là đặt cái này rất là dính, mà mình đặt lại không dính. Để xem thử phía bên này xem nó có dính nhiều không nha mọi người. Chỗ này là mình có đặt một cái thôi, còn phía bên kia lúc mình đặt bới đầu là mình đặt 3 cái nha mọi người. Đây, chỗ này mình có đặt một cái này, không biết là có nên mắm muối gì không nữa. Đây mọi người. Ôi, chắc là cũng không dính gì luôn quá. Mình kéo lên thử nha. Rồi, 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 được mọi người. Đây, cà rô. Bên này thì được hơn nha mọi người. Có cà rô này, 3 con cà rô. Rồi, giờ mình sẽ tháo nó lên này. Lên lên này nha. Mình có cột để mình sợ nó bị rớt xuống kia. Rồi, 3 con này mình cứ để yên đây nha. Khi mà mình chỉ vòng lại để mình cỡ. Giờ đi qua bên này à. Bên này trước mình đặt 3 cái nha. Ồ, mình nhìn thấy một cái đây thì đã dính rồi, còn hai cái thì không dính. Đây này, một cái đã dính này, mình sẽ kêu lên thôi, chứ mình đi xuống này sâu ướt đổ. Ôi, không được, đi bên này kêu chắc dễ hơn. Lên nào. Đây. À, bên này được 2 con nha người. Đây. Bên này được 2 con, bên kia là được bên kia là được đủ dung dính thêm một con tôm to này. Tép tôm này, to này. Rồi, với tổng cộng là 5 con nha mọi người. Đây, kết quả đây. Tổng cộng là 5 con. Vậy là 5 con này là có thể mình chiên lên để mà chấm mắm ăn cơm được rồi. 5 con cá đồng khá là ngon đấy. Rồi, giờ mình xin dừng video tại đây nha mọi người. Mọi người mà muốn mua cái lồng này chắc thì chắc cũng hiệu quả đấy mọi người, nhưng mà chủ yếu là mình cho mùi nào mà ngon ngon một xíu là dính nha mọi người. Rồi giờ mình xin dừng video tại đây nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.